tại sao các con nhất định không để mẹ liên lạc với Thừa Hạo chứ? Cả nhà đông người đến bệnh viện lấy số khám có tác dụng gì đâu. Gọi cho Thừa Hạo vừa nhanh vừa đỡ phiền phức hay không? Mẹ à, con đã nói rồi, gần đây dù Thừa Hạo rất là bận. Ê, mà bận cái gì mà bận chứ, chỉ tốn có một cuộc điện thoại để liên hệ thôi mà. Dù sao thì ông con sau này cũng là ông của nó mà, có đúng không? Ê, con sao vậy? Hả? Có phải con đã làm gì khiến cho nó không vui hay không? Hay là bị nó tống cổ ra khỏi nhà rồi nên không dám nói với mẹ vì sợ mẹ liên lạc với nó chứ gì? Chia tay thật rồi hả? Ôi trời ơi, tại sao mày lại vô dụng như vậy chứ? Đến một thằng đàn ông cũng không giữ nổi. Nuôi mày đúng là tốn công tốn gạo. Số mày không thoát khỏi cảnh nghèo được mà. Nãy giờ tôi thấy cảm thấy lắm luôn đó. Chị dâu, chị dâu à, chúng ta đừng làm ầm ĩ ngoài này nữa, xấu hổ lắm đó. Ê, có gì đâu mà phải xấu hổ hả? Đến một thằng đàn ông mà cũng không giữ nổi thì còn việc gì mà mất mặt hơn nữa đây. Ba cái à, hay là mọi người về nhà nghỉ ngơi trước đi, cháu đến bệnh viện lấy thôi, số thôi, là được rồi. Đi, người lớn nói chuyện trẻ con đừng có nhảy vô nữa. Mày đến Thượng Hải đã học được những gì hả đồ bất hiếu? Mày có coi mẹ mày ra cái gì hay không? Tao đích thân tìm được mối tốt cho mày, vậy mà mày lại thẳng tay đạp đổ à? Đừng có nói nữa. Ba ơi, ba coi nó nè, đúng là đồ giống ân bội nghĩa mà. Ba gái, mày ba không đừng có nói như vậy mà. Ba gái à, khó khăn lắm tao mới tìm được mối tốt cho mày mà mày còn không biết nữa hả? Sao không vậy ba? Ông à, có nói nữa là ông ơi, sao vậy? Lại đi ông ơi. Bác sĩ, ông tôi sao rồi? Cô đừng lo, bệnh nhân đã phục hồi được ý thức, huyết áp cũng đã ổn định hơn, tình hình cơ bản là khá tốt. Giờ tôi sẽ sắp xếp cho bệnh nhân đo điện tâm đồ, siêu âm tim và xét nghiệm máu nữa là xong. Đây là tất cả những thủ tục, cô hãy hoàn tất nó đi. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Dạ cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn. Ba ơi, ba ơi, bà có thấy khá hơn chưa? Giờ mình ở bệnh viện rồi, ba cứ yên tâm đi nha ba. Bà, tay của ba sao mà run dữ vậy? Bà vẫn còn giận hay sao? Đừng giận nữa mà ba. Ba phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, lúc nãy ba còn xỉu nữa đó. Không đúng đâu, anh thấy ba không ổn cho lắm, không phải là do tức giận đâu. Ba nghe con nói không vậy? Lúc nãy ông tỉnh còn nói được nữa mà. Ông ơi, ông biết cháu là ai không ông? Ông ơi, lúc ông còn ở quê cũng thường xuyên như vậy đó. Có những lúc ông còn không tỉnh táo, hỏi gì ông cũng không chịu nói. Gần đây á, ông thường nói với mẹ là cánh tay của ông rất hay bị tê. Bởi vậy á, mọi người mới đưa ông tới Thượng Hải nè, muốn khám cụ thể coi sao đó. Vậy hồi nãy sao mọi người không nói cho bác sĩ biết? Bác sĩ chỉ kiểm tra tim cho ông thôi. Để mình đi gọi bác sĩ quay trở lại nghe. Ba nghĩ là ông còn đã bị bệnh một thời gian dài rồi, vì sợ làm phiền đến con cái nên mới chịu đựng không nói với ai. Ba à, có bệnh thì ba phải nói sớm chứ. Con còn tưởng vì con gào thét ầm ĩ cho nên ba mới phát xỉu như vậy nữa à. Chị thôi đi. Ông ơi, ba tỉnh lại đi ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.